bị tẩy chay lúc đi học, lý do khiến bạn phải bất ngờ. Thứ nhất, chị Sảng. Vóc dáng hiện tại của chị Sảng khiến nhiều cô gái phải ngưỡng mộ với cơ thể mình hạc sương mai. Tuy nhiên, ít ai biết được trong quá khứ, cũng vì vóc dáng nhỏ nhắn này của mình mà cô bị bạn học tẩy chay vì ghen tị. Trong một chương trình truyền hình, chị Sảng có chia sẻ, năm 12-13 tuổi cô đã xa nhà và sống với các bạn học nên cảm thấy cô đơn, nhưng các bạn lại không thích chơi với nữ diễn viên vì lý do thân hình quá gầy. Để không bị tẩy chay, chị Sảng đã ăn rất nhiều để mập lên, bất chấp bị thầy cô phê bình. Thứ hai, Angelababy. Angelababy khi trả lời phỏng vấn đã tiết lộ, khi còn là học sinh, cô từng bị các bạn ghét bỏ vì quá xinh đẹp. Có bạn học còn nói với bà xã của Huỳnh Hiểu Minh rằng, bởi vì nét đẹp của cô có sức hấp dẫn nên không muốn làm bạn với cô. Nhìn trường hợp của Angelababy mới thấy đẹp quá cũng là một cái tội. Bạn sẽ trông không vừa mắt với một số người không yêu thích bạn, cho dù bạn đẹp đến đâu. Thứ ba, Dương Mịch. Được biết, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Dương Mịch cũng là nhân vật bị bạn bè tẩy chay vì đẹp. Có điều Dương Mịch rất thông minh trong việc xử lý mối quan hệ với bạn học. Với phương châm có tiền mọi người cùng kiếm, nữ diễn viên chủ động giới thiệu cơ hội đóng quảng cáo cho bạn bè. Nhờ đó mà Dương Mịch không còn bị bạn bè tẩy chay, ngược lại nhận được sự yêu quý từ họ. Thứ tư, Kim Tinh. Nếu như nói làng giải trí Hoa ngữ, ai là người ngoa ngoắt, thích mỉa mai giới nghệ sĩ nhất, có lẽ chính là MC chuyển giới Kim Tinh. Bà từng mạnh miệng nói Phạm Băng Băng là hồ ly tinh. Không chỉ mình Phạm Băng Băng, ngay cả Hoàng Tử Thao cũng bị MC này chê là vô tài vô đức. Nổi tiếng chả sợ ai trong showbiz, thế nhưng thời đi học, cô cũng là người từng bị bạn học cùng lớp bắt nạt. Nữ MC chuyển giới nổi tiếng từng chia sẻ, khi còn học tiểu học, cô cũng bị bắt nạt bởi giỏi vũ đạo. Cụ thể, cô từng bị các bạn nam cùng lớp chùm mền đánh, thậm chí không cho ra ngoài. Thứ năm, Kim Thần. Nữ diễn viên Pháp Sư Vô Tâm bộc bạch, khoảng thời gian cấp 1 của cô rất khó khăn vì sở hữu giọng hát hay mà cô bé Kim Thần ngày ấy được cả trường biết đến. Tuy nhiên cũng vì sự nổi tiếng khiến cho các bạn ghen tị mà nói, vì sao cậu lại hot đến vậy? Khoảng thời gian đó Kim Thần bị các bạn xa lánh, cô lập, không ai muốn nói chuyện cùng. Lúc này nữ diễn viên cũng không sống cùng bố mẹ, vì vậy chỉ có thể nói chuyện với bốn bức tường mà thôi. Thứ năm, Trương Gia Nghê. Trương Gia Nghê được khán giả biết tới qua bộ phim Tân Một Thoáng Mộng Mơ, sau đó cái tên của cô còn được biết đến qua bộ phim như Cung Tỏa Châu Liêm, Diên Hy Công Lược. Trong một chương trình truyền hình, cô từng chia sẻ, khi còn đi học, người đẹp bị bài xích vì sự cạnh tranh quay chụp cho một nhãn hàng quảng cáo. Sau khi trở về, các bạn học trở nên lạnh nhạt, chính cách bạo lực nguội này đã khiến Trương Gia Nghê gặp áp lực lớn.